giới hài hòa bắt đầu từ tâm do lão pháp sư tịnh không giảng tại hội trường đệ tinh úc châu ngày 18 tháng 2 năm 2006 kính thưa quý bà kính thưa quý ông Hôm nay do nhân duyên Mã cư sĩ mời thỉnh Chúng ta có cơ hội Tụ họp nhau ở đây Dịp đầu xuân này Lần này tôi Vừa mới từ Indonesia về đến Úc Châu Đi Indonesia lần này Là Tham gia cuộc họp do khu vực Á Châu tổ chức Diễn đàn lãnh tụ tôn giáo Tổng cộng họ đã mời 17 nước tham dự Gần 200 người tham gia Đây cũng là lần đầu tiên Họ tổ chức hoạt động này Nói chung diễn đàn thành tựu đều làm cho mọi người hài lòng bây giờ xã hội các nơi trên toàn thế giới mỗi người đều đang quan tâm làm sao để giải quyết xung đột thúc đẩy an định hòa bình xã hội Vấn đề này Liên Hiệp Quốc Vào thập niên 1970 Đã bắt đầu thực hiện một cách nghiêm túc Đến bây giờ Đã thực hiện tròn 35 năm Mỗi năm cũng tốn rất nhiều nhân lực Kinh phí Vật tư con số đều rất lớn nhưng xung đột tần suất năm nào cũng cứ tăng lên tai hại thì lần sau nghiêm trọng hơn lần trước đây Đi là điều mọi người chúng ta đều nhìn thấy nên nhiều người đang tham gia công việc hòa bình thế giới những chuyên gia học giả Đối với việc này Cũng mất đi niềm tin UNESCO tổ chức hội thảo Tôi đã tham dự 5 lần Gần đây là tại Malaysia Trường lão Mahathir triệu tập một hội nghị tôn giáo Giống như tại Indonesia trước đây Tổ chức một hội nghị như thế sau sự kiện 11 tháng 9 Đại học Queensland Có một học viện hòa bình Mà trước đây tôi chưa biết Hiệu trưởng của trường Đã nhờ hai vị giáo sư Lên núi Tuwumba thăm tôi Mời tôi tham gia tổ chức tòa đàm chung với họ trong học viện hòa bình này có mười mấy vị giáo sư sau khi nghe họ báo cáo tôi mới biết những học viện tương tự như thế trên thế giới tổng cộng có tám học viện mà nghiên cứu của học viện thuộc đại học Queensland có nhiều thành tựu sau khi nhìn thấy sự kiện này xảy ra họ đã kiểm điểm sự việc rất sâu sắc thấy được chiến tranh nóng chiến tranh lạnh đều không thể giải quyết vấn đề mong tìm được một hướng khác có thể đi tới hòa bình Xem xét có thể giúp đỡ Giải quyết vấn đề này hay không Kích nghĩ này vô cùng tích cực Cho nên tôi đã đồng ý lời thỉnh cầu Cùng các vị giáo sư Trước sau tổ chức được Hai lần tòa đàm Tôi nghe Họ báo cáo xong sau đó mới đề xuất cách nhìn của tôi những người thực hiện công việc này vì không tìm thấy được ngọn nguồn của vấn đề xung đột nên họ đã làm việc rất vất vả và khó đạt được hiệu quả lúc đó tôi nói với các vị giáo sư của học viện hòa bình Vấn đề xung đột Nguồn gốc của đó ở ngay Trong gia đình Đi là điều Họ không ngờ tới Quý vị xem lại Xã hội hiện nay Tỷ lệ ly hôn cao như thế Tỷ lệ này nói lên Xung đột vợ chồng Xung đột cha con Xung đột anh em khi họ ra khỏi gia đình bước vào xã hội thì làm sao không xảy ra xung đột tôi nói tôi đã tìm ra cội nguồn giải quyết từ căn bản mới có thể hóa giải vấn đề sau đó tôi nói tiếp với họ tôi nói còn có cội nguồn sâu hơn cội nguồn sâu hơn chính là xung đột ngay trong bản thân mình điều này rất nhiều người không biết nếu chúng ta muốn thật sự hóa giải xung đột làm tốt công việc hòa bình thì phải thực hiện ngay từ chính bản thân mình với người sự việc sự vật phải xả bỏ ý niệm đối lập người này tốt với tôi tôi thích người này người kia không tốt với tôi tôi ghét người ấy đây chính là nguyên nhân của xung đột nên lần này khi tôi nhận được giấy mời của dịp cục trưởng cục tôn giáo trung quốc vào tháng tư tham gia một cuộc diễn đàn phật giáo thế giới chủ đề là thế giới hài hòa bắt đầu từ tâm khi tôi thấy chủ đề này tôi liền nói vấn đề đã tìm ra nguyên nhân rồi bắt đầu từ tâm tiêu đề phụ của diễn đàn có ba câu tâm tịnh thì quốc độ tịnh điều này trên kinh phật đã nói tâm an thì chúng sanh an tâm bình thì thiên hạ bình đây thật sự đã tìm ra trọng tâm của vấn đề rồi thế nhưng tâm phải tịnh như thế nào ăn như thế nào Bình như thế nào Lại là vấn đề không đơn giản chút nào Khi thực hiện được ba chữ này Thì tất cả xung đột sẽ được hóa giải hết Thật sự là Thiên hạ Thái Bình Dịp cục trưởng mời tôi nói vài lời Và tôi đã vẽ một sơ đồ trao cho cục trưởng Cục trưởng nhìn thấy rất hài lòng Tôi nói Điều tôi muốn nói với cục trưởng Đều ở trên sơ đồ đây rồi Môi trường quốc tế Cũng như vậy thôi Tháng 10 năm ngoái Tôi và nguyên thủ tướng của Malaysia Trường lão Mahathir gặp nhau lần đầu tiên Cho cư sĩ Lý Kim Hữu giới thiệu Thư ký của Ngài sắp xếp chúng tôi được gặp nhau trong 15 đến 20 phút Nhưng khi gặp nhau chúng tôi đã nói chuyện hơn một giờ đồng hồ Hôm sau Ngài gọi điện cho Lý Kim Hữu Lấy địa chỉ của tôi Đã viết thư mời tôi Mời tôi tham gia Diễn đàn Thế Giới Tổ chức vào tháng 11 chúng tôi nói chuyện với nhau và ngài cũng rất thật tình ngài là lãnh tụ hồi giáo islam của thế giới ngài nói muslim chúng tôi chưa thể thực hiện hiệu quả giáo lý kinh koran cuồng nhiệt về tín ngưỡng tôn giáo rất dễ bị người khác lợi dụng ngài nói lời này rất thật tình tôi nói không sai không những là hồi giáo phật giáo cũng không ngoại lệ tín đồ rất đông nhưng đối với câu hỏi phật là gì người có thể nói rõ ràng không phải là nhiều phật là gì phật giáo là gì cho nên mê tín vẫn còn rất nhiều chánh tính rất ít Đi chính là câu hỏi Tại sao trong xã hội ngày hôm nay Khi người ta Nhắc đến tôn giáo Đều cố hết sức tránh né Điều này không thể trách Quần chúng xã hội Mà phải trách bản thân chúng ta Những tín đồ của tín ngưỡng tôn giáo Chúng ta đã nghiêng về mê tín Chính chúng ta chưa làm tốt Dĩ như học Phật Chúng ta đều có thể giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hay học Hồi giáo Đều có thể giống như Mohammed Người học cơ đốc giáo Đều giống Chúa Giêsu, Giống Thánh Mos Như vậy thì người khác làm sao không tôn kính chúng ta Tại sao những gì ấy có thành tựu Vì các gì ấy sau khi làm được mới nói những kinh điển các vị ấy nói tất cả đều là trải nghiệm đều đã từng thực hiện được khi tôi giảng kinh cũng thường hay nói sau khi làm được rồi mới nói là bậc thánh nhân sau khi nói mà có thể làm được là bậc hiền giả còn nói được không làm được thì chỉ gạt người thôi khắp nơi lừa gạt người khác sẽ có một ngày bị lộ thì người ta làm sao có thể coi trọng bạn Cho nên giáo nghĩa Phải thể hội được sâu hơn Bây giờ Do gì Giao thông tiện lợi Thông tin Nhanh chóng Trái đất đã thu hẹp lại Người ta thường gọi là thôn địa cầu Quan hệ giữa người và người Ngày càng mật thiết Bất kể là giữa quốc gia với quốc gia Dân tộc với dân tộc Tôn giáo với tôn giáo Đều phải đối thoại nghiêm túc Đều phải cư xử hòa bình thân thiết Không thể không tiếp xúc Không còn như ngày xưa Giao thông không tiện lợi Không có thông tin Sống đến già chết Không giao tiếp qua lại Lúc đó thì được Suốt một đời bạn chỉ sống trong phạm vi nhỏ hẹp bây giờ thì không thể bây giờ bất cứ một địa phương nhỏ nào trên thế giới chỉ cần một việc nhỏ đều có thể thông qua vệ tinh internet môi giới thông tin mọi người biết ngay tức khắc cho nên xã hội hôm nay tấm lòng của chúng ta nhất định phải mở rộng hơn nhất định phải biết bao dung phải tôn trọng lẫn nhau phải hợp tác lẫn nhau để cùng nhau hóa giải xung đột khôi phục ổn định và hòa bình của xã hội tôi cũng đã thúc đẩy tại sao vậy vì vũ trụ vốn là hài hòa thế giới này vốn chỉ là hòa bình chúng ta khôi phục hòa bình phải làm điều gì đó để hóa giải xung đột thôi nên đối với việc này với mọi người tham gia vào công việc hòa bình cho thế giới tôi đều tha thiết mong muốn họ bắt đầu từ ngay chính bản thân mình Bắt đầu từ đâu? Từ hóa giải sự đối lập Giữa mình và người khác Đi là lời Thánh nhân Phương Đông Đã dạy Tất cả mọi người đều phải yêu thương Nếu được như vậy Thì không còn phân biệt quốc gia Không phân biệt chủng tộc Không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng Miễn là người đều phải thương yêu chính là phiến ái chúng. Tôi nói chuyện với Trưởng lão Maha Thết. Bây giờ ngài đã nghỉ hưu. Trước đây, ngài làm thủ tướng, ngài phải làm việc phục vụ cho quốc gia của ngài. Bây giờ về hưu sức khỏe ngài rất tốt. Tôi nói Ngài còn phải làm việc thêm 10 năm nữa Chúng ta cần phải làm việc Vì hòa bình thế giới Ngài cũng rất có hứng thú Và rất tích cực Đi là một việc làm rất khó nhọc Tôi nói Chúng ta cần phải làm tốt bốn việc Quốc gia với quốc gia Đối đãi bình đẳng, cư xử, thân thiết chủng tộc với chủng tộc phe nhóm với phe nhóm tôn giáo với tôn giáo đều phải đạt được bình đẳng thân thiết hỗ trợ hợp tác lẫn nhau bốn việc này bắt tay từ tôn giáo thì tương đối dễ dàng sau khi giải tỏa được vấn đề tôn giáo sẽ ảnh hưởng đến dân tộc ảnh hưởng đến giữa quốc gia như quốc gia Trường lão đồng ý cách nhìn này của tôi Giữa tôn giáo Cần phải xây dựng tình hữu nghị Làm bạn lẫn nhau Vì thì phải thường xuyên gặp gỡ Qua lại với nhau Tôi nói về kinh nghiệm của tôi Tổ chức đoàn du lịch là biện pháp Tốt nhất Là cơ hội giáo dục Nhưng lãnh tụ tôn giáo Bình thường đều ngồi ở trên cao không dễ gì tiếp xúc được khi tổ chức ra nước ngoài du lịch đi viếng thăm thì cũng phải có mười mấy ngày sống chung với nhau từ sáng đến tối sẽ có rất nhiều thuận lợi trao đổi đủ mọi việc đây là một phương thức rất tốt nhưng để căn bản vững chắc muốn xây dựng tình hữu nghị thì nhất định phải nghiên cứu giáo lý lẫn nhau tôi giao tiếp với hồi giáo tôi phải đọc kinh quran tôi nói với họ khi tôi đọc kinh quran tôi là muslim thành kính nhất tôi không xem hồi giáo là một tôn giáo khác nếu nhìn khác sẽ không đạt được gì cả Tôi phải là tín đồ Hồi giáo thành kính nhất Phải là học trò của Mohammed Thì tôi mới học được điều chân thật của Ngài Khi tôi đọc Thánh Kinh Thì tôi là học trò của Chúa Giêsu, Một học trò tốt của Giêsu. Tôi mới lãnh hội được ý tứ của Ngài Nếu như có ngăn cách xem họ thành ngoại đạo Thậm chí xem họ là tà giáo Thì bạn cũng tà ngay Tôn giáo không có tà khi lòng của bạn tà thì toàn bộ tà ngay nếu tâm chân chính thì bạn hoàn toàn chân chính nên khi tôi giảng về thánh kinh giảng kinh quran họ nghe thấy đều rất hài lòng khi tôi dạng thánh kinh tín đồ của họ nói tôi giảng hay hơn một sư hơn các cha tôi giảng kinh quran họ nói tôi giảng hay hơn các giáo sĩ hồi giáo tại sao như thế thật sự hiểu một cách thấu đáo thì tôn giáo và tôn giáo với nhau sẽ thông hiểu nhau đó chính là gốc rễ việc gì cũng phải giải quyết từ gốc rễ không từ gốc thì không giải quyết được sự việc vì thế cách nghĩ cách làm của tôi rất nhiều lãnh tụ tôn giáo đều khẳng định cho nên khi hóa giải xung đột Việc quan trọng nhất trong tất cả vấn đề Khó khăn nhất Cũng chính là con người Chúng ta làm sao cư xử tốt với mọi người Tổ tiên người Trung Quốc từng dạy Nhân chi sơ tánh bổn thiện Ý niệm này cần phải có Cần phải khẳng định Không được nghi ngờ Tánh người vốn thiện Tại sao bây giờ họ không thiện không thiện là gì tập tính không phải là bản tính cho nên từ nhận thức này chúng ta thấy giáo dục là rất quan trọng giáo dục trung quốc cũng từ nhận thức này mà thành cần phải dạy họ dạy họ thiện thì họ trở nên thiện dạy họ không thiện thì trở thành không thiện giáo dục quan trọng hơn tất cả biết cách giáo dục làm tốt giáo dục trong giáo dục Đạt được thành quả tốt đẹp Là người Trung Quốc Người Trung Quốc coi trọng giáo dục Tối thiểu đã có 5.000 năm Trong sách cổ chúng ta có thể thấy Nghiêu Thuấn Đời Nghiêu Thuấn cách chúng ta 4.500 năm Đã chính thức do quốc gia Thành lập cơ quan giáo dục là thời đại vua thuấn vua nghiêu ban chiếu chỉ đặt quan tư đồ giúp cho nhà nước thiết lập cơ quan giáo dục làm quan chủ quản để thúc đẩy giáo dục còn nội dung giáo dục là gì luân lý đạo đức người trung quốc có trọng điều này những môn khoa học khác như khoa học kỹ thuật nghệ thuật những môn này đều là thứ yếu nói một cách khác giáo dục trung quốc đầu tiên là dạy làm người tốt làm người thiện đây là đặc sắc của giáo dục trung quốc nội dung giáo dục đó một cách bao quát chính là luân lý đạo đức nhân quả sau nhà hán mới xuất hiện tôn giáo bốn vấn đề này là nhất quán luân lý dạy chúng ta về quan hệ giữa người với người đạo đức dạy về người với người người với đại tự nhiên giữa người với sinh vật ở tầng không gian khác không những phải biết rõ quan hệ còn phải biết chung sống hòa bình giáo dục nhân quả lý này rất sâu sắc nhân thiện chắc chắn có quả thiện nhân ác nhất định phải chịu quả ác nếu con người thật sự hiểu rõ giáo dục nhân quả thì khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ bớt phóng túng không dám khởi niệm tà không dám khởi niệm ác cho nên tại Trung Quốc hình thức giáo dục thời xưa như chúng ta đã thấy về xây dựng thiết bị mỗi một huyện lý huyện làm đơn vị trong một huyện nhà nhà cũng có tự đường tự đường dạy luân lý dạy hiếu thảo Mỗi một huyện đều có khổng miếu Khổng miếu về đạo đức Mỗi một huyện thị đều có miếu thành hoàng Miếu thành hoàng dạy nhân quả Trong miếu thành hoàng Đặc sắc nhất chính là Điện Diêm Dương Thập Điện Diêm Dương Diêm Dương Điện đó Năm trước đây tôi từng gặp một họa sĩ người Đài Loan Cũng là bạn học của tôi Đã vẽ một bức tranh Địa ngục biến tướng đồ Chính là Điện Diêm Dương của Miếu Thành Hoàng Vẽ rất hoàn hảo Bức tranh này vẽ một năm mới xong Tôi nói là do quỷ thần cầm tay ông ta vẽ Bức tranh này cao 66cm Dài gần 50m nếu trưng bày ở đây E rằng phải dài đến bên ấy Mới gần đủ 50 mét Bức tranh dài như thế Khi tôi đến Bắc Kinh Tặng một bức cho Phó Thiết Sơn Ông Phó Là lãnh tụ Thiên Chúa Giáo Chúng tôi gặp nhau Như bạn cũ gặp lại Rất hợp tính nhau Tôi tặng cho ông ấy Tôi nói Trung Quốc xưa Một cái miếu thành hoàng Tối thiểu có thể thay thế cho một dạng cảnh sát Ông ấy nghe rồi liền nói Đâu chỉ vậy Thế bao nhiêu Phải 10 dạng chứ Thế thì một cái miếu thành hoàng Giáo hóa Biết bao nhiêu người không dám khởi niệm ác Không dám làm việc ác Thật sự mang lại nhiều hiệu quả ngày xưa các hoàng đế thật sự cao minh tiết kiệm biết bao công sức tỷ lệ tội phạm xã hội ít những điều như thế chúng ta đều cần phải hiểu giáo dục tôn giáo là thăng hoa nâng cao của ba loại giáo dục trước để đạt tới cứu cánh viên mãn cho nên bất kể là gia đình, là nhà trường, xã hội Đều phải lấy bốn loại giáo dục này Làm nền tảng căn bản Để giáo hóa chúng sanh Hôm nay cả xã hội và thế giới động loạn Vấn đề rốt cuộc là gì đâu Tại vì bốn loại giáo dục này đều không còn nữa Nên sự việc trở nên phiền phức hơn nhiều không biết quan hệ giữa người và người diễn biến thành như xã hội bây giờ chúng ta thường nghe thấy cha con giết nhau con cái giết cha mẹ cha mẹ giết con cái anh em giết lẫn nhau lúc họ giết người họ không biết chính họ đang làm điều sai trái Vấn đề thật nghiêm trọng Không biết chính mình giết cha mẹ là mang tội Vấn đề như thế nghiêm trọng biết bao Năm ngoái tôi ở Paris, ở Luân Đôn Các vị đồng tu đó với tôi Mới hai tuần trước Xảy ra một vụ anh em tàn sát lẫn nhau Người em trai 14 tuổi giết chết anh mình Lại không biết giết người là có tội Cũng không biết giết anh mình là lỗi lầm con người như thế được dạy dỗ từ đâu chắc chắn là học từ phim ảnh truyền hình học từ bạo lực xác tình trên mạng internet từ nhỏ đã thấy sự việc như thế nhiều rồi cho rằng như thế là thường là chuyện bình thường cho nên tôi đã nói với các vị đồng tu tại đó tôi nói bây giờ một tuần bạn có thể nghe thấy hai ba lần mười năm sau một ngày bạn có thể nghe thấy hai ba mươi lần sau hai mươi năm thì một ngày bạn có thể sẽ nghe thấy hai trăm đến ba trăm lần đó lúc đó thì đúng là ngày tận thế ngày tận thế mà tôn giáo phương tây nhắc đến tôi nói không phải là trái đất bị hủy diệt cũng không phải là chiến tranh hạt nhân mà là người không ra người người không hơn gì cầm thú nữa Phần tử khủng bố ở đâu Không chừng đó chính là con cháu trong nhà bạn Dài ba câu không hài lòng Nó có thể giết bạn Bạn phải làm gì Vấn đề này là một vấn đề rất nghiêm trọng Không phải chuyện nhỏ Là chuyện lớn Bây giờ Cấp tốc giải quyết hy vọng còn kịp Chậm thêm 5 năm E rằng Thật sự có thần tiên giáng trần cũng không thể cứu giảng đổi Cũng không có cách Hôm nay chúng ta nói về vấn đề giáo dục luân lý đạo đức Vì thời điểm và nhân duyên Đã xuống đến điểm giới hạn tận cùng Không thể chậm trễ hơn nữa Nếu trễ nữa thì sẽ không còn kịp Năm ngoái tôi cũng gặp Tổng thống Bush Cũng có nói đến vấn đề này Ông ta cũng cảm thấy như thế Tôi nói với các bạn người mỹ lo âu của nước mỹ tuyệt đối không phải ở nước ngoài mà ở trong nước bao nhiêu năm nay tỷ lệ tội phạm thanh thiếu niên càng ngày càng tăng là một hiện tượng đáng sợ cần phải đặc biệt coi trọng vấn đề này vì thế trong giáo dục chúng ta học phật cũng chính là đã tiếp xúc được giáo dục của đức phật tiếp xúc được với giáo dục của thánh hiền bắt đầu từ đâu đầu tiên từ trong nội tâm của chúng ta quan hệ giữa người với người phải hóa giải được suy nghĩ đối lập bản thân phải xác định đúng phương hướng mục tiêu của cuộc đời chúng ta vì hòa bình của thế giới vì ổn định của xã hội Cống hiến bản thân mình Nếu như con người này mình ghét Con người kia mình không thích Thì chính bạn đang gây phiền phức cho mình Gây mâu thuẫn cho mình Bạn đang phá hoại hòa bình Vì là sai lầm rồi Rốt cuộc thì chúng ta phải làm như thế nào? Trung Quốc có một tấm gương tốt là vua Thuấn Truyền kể về vua Thuấn Nhiều người đều biết Cha của vua Thuấn Người mẹ kế và người em trai Đã từng cởi tâm hãm hại Giết chết vua Thuấn Cuộc sống của Ngài rất khó khăn Ở trong một gia đình như thế Ngài đã hóa giải như thế nào Chỉ bằng một tấm lòng chân thành Hoàn toàn không sinh tâm nghi hoặc Con người đều tốt cả Cha mẹ nhất định là đúng Nếu có lỗi lầm thì cũng tại mình Ngày ngày phản tỉnh Ngày ngày sám hối Ba năm sau Đã cảm hóa mọi người trong nhà Đây Đi là điều chúng ta phải học Không có người nào không thể cảm hóa nếu như bạn có thể cảm hóa một người ác thành thiện biến người hư hỏng thành người tốt biến quan gia thành bạn thân thì bạn đã thành công rồi dấn thân vào sự nghiệp giáo dục thánh hiền nhất định phải có niềm tin này phải thực hiện theo phương hướng và mục tiêu này vì thế đầu tiên phải từ nội tâm hóa giải hiện tượng đối lập với người và sự việc thì tâm của chúng ta mới có thể bình tĩnh an tâm trở lại còn vấn đề hóa giải hết tất cả nghi ngờ và lo lắng với tất cả mọi người mọi sự việc và sự vật là điều không cần thiết sau đó tiến thêm một bước mâu thuẫn và xung đột sẽ tự nhiên biến mất vì tâm đã được an trong cuộc sống hàng ngày đầu tiên con người cần phải biết tự trọng những năm gần đây tôi trải nghiệm rất sâu sắc con người không biết yêu thương người là vì họ không biết yêu thương chính mình nếu họ biết thương mình thì sẽ biết thương người một người biết yêu thương chính mình Thì phương hướng mục tiêu của họ Sẽ biết cách Nâng cao đạo đức Tu dưỡng của bản thân mình Nhất định nâng cao chính mình Biết cách phục vụ cho chúng sanh Thật sự dám hy sinh và dấn thân Con người như vậy mới thực sự biết tự trọng sau đó mới thực sự yêu thương người khác người có tự trọng tuyệt đối không tùy thuận phiền não tập khí tại sao vì phiền não tập khí là chướng ngại cho tự tánh chính mình người trung quốc thường đói tánh bổn thiện đó là tự tánh nhưng chi sơ tánh bổn thiện những năm gần đây Chúng tôi đề xướng thuần tịnh thuần thiện Chính là tự tánh Mọi người đều có cả Đức Phật dạy rất hay Tất cả chúng sanh đều có Đức tướng trí tuệ như lai Nhưng vì vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Hôm nay chúng ta vẫn thường xuyên Tùy thuận theo tham sân si mạng Thế là đã sai Đã không biết tự thương mình rồi Tùy thuận tánh đức mới thực sự là người biết tự thương mình đầu tiên quý trọng thân thể của mình có sức khỏe đây là điều mọi người đều mong muốn nếu như không biết quý trọng sức khỏe của mình cha đạp sức khỏe của mình là không biết tự thương mình tại sao bạn có nhiều bệnh tật như thế tại sao có nhiều lo âu phiền não như thế lo âu không phải là việc tốt ngạn ngữ trung quốc thường nói lo âu làm cho người ta già đi người lo âu nhiều càng mau già hơn thế thì tại sao không buông bỏ tối thiểu chúng ta phải nhớ chúng ta không tùy thuận tham buông bỏ tất cả tham dục tuyệt đối không tùy thuận tham dục thanh tịnh không ô nhiễm không tùy thuận tâm sân khi không có tâm sân người gác phỉ bán ta cũng được sỉ nhục ta cũng được hãm hại ta cũng được không xin khởi mảy may tâm sân trong phật pháp những nhục tiên nhân làm được tại sao chúng ta không làm được Khi tôi gặp phải những người này Tôi không những không sinh tâm oán hận Còn sức cảm ơn họ nữa Thế tại sao chúng ta phải cảm ơn họ Vì họ tiêu trừ tội nghiệp cho mình Những nghiệp chướng Nhiều đời nhiều kiếp Rất khó tiêu Đã có những người này Tiêu trừ nghiệp chướng cho mình Nhưng có điều bạn phải tiếp nhận Tiếp nhận một cách hoan hỷ Nếu bạn khởi tâm sân Không những nghiệp chướng không tiêu trừ mà càng tăng trưởng nữa tăng trưởng đến mức nào quan quan tương báo nhiều đời nhiều kiếp không chấm dứt thế là sai lầm lớn hoan hỷ tiếp nhận nghiệp chướng mới có thể tiêu trừ không tùy thuận ngu si là bất kể làm việc hay đối nhân xử thế cần phải lý trí không xen lẫn tình cảm dùng tình cảm thì là ngu si dùng lý trí là có trí tuệ không thể dùng tình cảm giữa người và người cư xử lẫn nhau bạn nhìn thánh nhân họ khiêm tốn biết bao không ai ngạo mạn cả hôm nay trên thế giới này bao nhiêu chuyện phiền hà phức tạp nhiều người đã nhắn đến con người bây giờ không biết khiêm tốn không ai chịu cúi mình Cả chịu đứng thấp cả Cho nên bị bế tắc ngay tại điểm đó Câu đói này không sai Chỉ cần có một người chịu khiêm tốn Thì đối phương sẽ được hóa giải ngay Trước đây tôi ở Singapore Đoàn kết chính tôn giáo Tôi đã làm sao khiêm tốn Tôi diễn thăm mỗi một tôn giáo Tặng quà cho họ Người Trung Quốc nói không sai Quà nhiều người không trách Sau khi tặng quà liền trở thành bạn ngay Đón tiếp nhiệt tình ngay Chúng tôi bắt đầu tiếp xúc như thế Việc giao lưu của tôi với chính tôn giáo bạn Lúc đó tôi đã dùng số tiền lớn để làm phương tiện Một triệu đô la Singapore Mỗi tôn giáo bạn một trăm ngàn tiền quà liền có thể đoàn kết lại với nhau rồi Tiền này sử dụng rất xứng đáng nếu dùng để xây chùa chôn ở dưới đất Thì không ít lợi bằng Thì tiền ấy sẽ tiêu phí oan ổn Việc đoàn kết được các tôn giáo Đã thành một tấm gương rất tốt Ảnh hưởng đến Úc Châu Bộ trưởng Cục Di Dân của Úc Châu đến gặp tôi Cũng chính vì thấy được việc làm này của tôi tại Singapore Ông ấy rất hoan nghênh tôi đến Úc Châu Mong có thể giúp được cho Úc đoàn kết các dân tộc Đoàn kết các tôn giáo Nên đã cấp cho tôi một tấm visa đặc biệt Tôi đọc không hiểu người ta thấy rồi nói lạ thật sao pháp sư lại được loại visa đặc biệt này do bộ trưởng đích thân ký cho tôi lúc đó tôi đang ở hồng kông lãnh sự tại hồng kông tiếp kiến tôi lãnh sự trao visa cho tôi và nói cho tôi biết nghe nói thưa pháp sư nhà nước chúng tôi cấp loại visa này cho người á châu pháp sư là người đầu tiên Sau khi nói chuyện Chúng tôi còn cùng nhau ăn một bữa cơm Nói chuyện gần 2-3 giờ đồng hồ Đây đều là ảnh hưởng Do công việc của tôi Tại Singapore Trong thời kỳ ông Wahid làm tổng thống Đã phái thư ký của Ngài đến Singapore mời tôi Tôi làm khách ngay tại Singapore người trung quốc nói khách theo lời chủ sau này tôi đến viếng thăm indonesia hôm sau liền đến gặp ông ấy tôi liền báo cho ông ấy biết sự việc này ông ấy rất hiểu và nói đúng làm người phải làm như thế đối với cách làm của tôi ông ấy rất hài lòng chúng ta làm khách nhất định phải tùy thuận chủ nhân. Vậy mới là người hiểu lý lẽ, người biết sự thế. từ đó chúng tôi đã kết thành bạn tốt. lần này tôi đến Indonesia, khi đêm đó ông ấy đã đến khách sạn thăm tôi. hơn nữa đã nói cho tôi biết một số hoạt động gần đây chủ yếu tại châu Âu đều là hoạt động tôn giáo cho hòa bình thế giới việc hiếm thấy nên làm người nhất định phải khiêm tốn bất kỳ trong trường hợp nào tôi từng nói kinh hoa hồng của đạo thiên chúa kinh hoa hồng này là kinh đọc tụng hàng ngày của họ kinh có 15 đoạn đoạn đầu tiên nói nghe về tính khiêm tốn của maria kinh đã đặt khiêm tốn ngay đoạn đầu tiên ở trung quốc trong sách lễ ký đã dạy không tăng trưởng ngạo mạng đó là pháp thế gian trong phật pháp ngạo mạng nhất định phải đoạn trừ nhà nhỏ nói ngạo mạng không thể tăng trưởng là địa cao đức khiêm tốn quý vị xem trong kinh dịch có 64 quẻ Quẻ khiêm sáu hào đều tốt cả Chỉ có quẻ khiêm này Cho nên Đại nhân sự thế Cần học khiêm tốn Cần học cung kính Đối với lời dạy của Thánh Hiền Không được hoài nghi Phải hiểu sâu Tham cứu sâu Sau khi hiểu rõ phải thực hiện một cách nghiêm túc y giáo phụng hành phiền não căn bản điều cuối cùng là tà kiến có nơi gọi là ác kiến ác kiến và tà kiến có ý nghĩa như nhau như ở trung quốc thời xưa giáo dục không phát triển nhà trường đều là tư thuộc do tư nhân tổ chức nhưng giáo dục xã hội lại rất phổ biến giáo dục xã hội chính là biểu diễn văn nghệ như hôm nay ta thường nói có tuồng kịch ca múa âm nhạc hội họa và những thứ tương tự những thứ này thuộc về giáo dục xã hội học trong vui chơi mấy ngàn năm đã dùng cách này trong nhân dân nhiều người không biết chữ chưa từng đi học nhưng biết cách làm người mẹ tôi cũng không biết chữ chưa từng được đi học nhưng lý lẽ gì cũng biết mẹ đã học từ đâu ở miền quê đình miếu thường có hát tuồng đã học từ những vở tuồng đó tại trung quốc những tuồng hát đó có nội dung gì trung hiếu tiết nghĩa thiện có thiện báo ác có ác báo vậy như thế đó nguyên tắc chỉ đạo của hát tuồng chính là một câu nói trong luận ngữ của khổng tử tư vô tà tất cả biểu diễn nghệ thuật đều phải phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo này của khổng tử không được để người xem Người nghe khởi tà niệm Trái lại là sai Là có hại cho xã hội Tiêu chuẩn này bây giờ đã không còn nữa Ngày nay khi bạn xem truyền hình Lên mạng Phim ảnh Ca búa Cứ sợ rằng bạn không tà Nên xã hội này làm sao mà không loạn Tiêu chuẩn chỉ đạo không còn những thứ bây giờ nói cho cùng Toàn là bạo lực khiêu gợi Trộm cướp giết chóc Tuổi của người bị hại Tôi nghe nói Đã giảm đến 2 tuổi Trẻ nít 2 tuổi Đã có tà tri tà kiến Quý vị nói phải làm sao đáng sợ Hình như vào năm 2000 Hay 2001 gì đó Tôi đọc được một cuốn tạp chí của Mỹ Nói đến tỷ lệ tội phạm thanh thiếu niên Thật đáng sợ Tôi đã đến California Đến Los Angeles Trên đài phát thanh Thực hiện hai buổi tòa đàm Lần đầu tiên Có mời thêm trưởng kiểm sát khu vực Los Angeles Cũng là chánh đáng Vì thứ hai là Thị trưởng thành phố Pasadena Người thứ ba là hiệu trưởng phân hiệu Los Angeles của trường đại học California Bốn người chúng tôi cùng tọa đàm Tôi đã nêu lên Vấn đề này Hỏi trưởng kiểm sát Tôi hỏi Báo cáo đó có phải là sự thật không? Ông ấy nói là thật. Tôi hỏi bây giờ có cách nào khống chế không? Ông ấy nói không có cách. Tôi liền nói một câu không cách sáo chút nào, nếu như kìm hãm không được mà tiếp tục phát triển như thế thì khoảng 30 năm nữa Mỹ sẽ mất nước. Ông ấy nghe thấy khựng lại ngay. Không trả lời được gì cả tất cả mọi người đều biết vấn đề này vô cùng nghiêm trọng đời con cháu sẽ sống như thế nào vấn đề này làm cho tôi nghĩ đến trước đây trong thời kỳ quốc dân đảng ở đài loan từng một lần đề xướng khôi phục văn hóa truyền thống trung quốc từng có phong trào này có một hôm tôi ở nhà của thầy đông phương mỹ tôi gặp vài vị đang làm việc tại bộ giáo dục hình như là ba vị quan chức đến thỉnh giáo thầy mỹ công việc phục hưng văn hóa truyền thống này phải thực hiện như thế nào thầy đông phương mỹ trả lời thật tuyệt vời thì nói đầu tiên Tất cả báo chí, tạp chí của Đài Loan Đều phải ngưng xuất bản Thứ hai Đài truyền hình và đài phát thanh Đều phải đóng cửa hết Các quan chức nghe xong đều lắc đầu Vì điều này không thể làm được Thì Mỹ nói Những thứ này Hàng ngày đang quỷ hoại văn hóa truyền thống trung Chỉ cần còn những thứ này tồn tại Thì không thể nói đến phục hưng Câu nói này rất chính xác Vì thế Đài Loan ngày nay thay đổi như thế nào Quý vị đều thấy cả Là một khu vực lộn xộn nhất của toàn thế giới 50 năm trước Thì Đông Phương Mỹ đã thấy rất rõ ràng Không phải không thực hiện được Mà do chính quyền không quyết đoán trong vấn đề này Không có nhận thức chính xác Người làm học trò với chúng ta đây Cần phải biết Tự bảo vệ chính mình Cho nên đối với truyền hình Phát thanh, phim ảnh, tạp chí Báo chí Tôi đã có hơn 40 năm không tiếp xúc Đây chính là cách mình bảo vệ chính mình Như thầy giáo đã dạy Không đi xem những thứ đó Khi xem những thứ như thế Thì bạn đi tiếp thu những rác rưởi những thứ hoàn toàn trái ngược với tự tánh Chúng ta dùng thời gian đó Để đọc sách Thánh Hiền Trong sách Thánh Hiền Thật sự có nhiều an lạc Học rồi có thể làm theo Thì vui biết mấy Tôi ở tại Hồng Kông Mỗi đêm đều đọc sách Tối thiểu đọc đến 12 giờ khuya nhiều khi mỗi tuần có hai đến ba đêm đọc đến hai giờ sáng an lạc và vui đọc sách thật an lạc được làm bạn với thánh hiền gần gũi thánh hiền vì thế đối với những sách báo hiện nay rất nhiều năm rồi rất nhiều đồng tu cũng biết sách vở người khác tặng cho tôi đầu tiên tôi xem ngay trang bản quyền Cầm được sách liền xem trang bản quyền Nếu trên đó in hàng chữ tác giả dự bản quyền Cấm sao chép in lại Thì tôi không muốn đọc ngay Người ta hỏi tôi tại sao Tâm lượng họ hẹp hòi như vậy Chắc không thể viết được điều gì hay ho đâu Nếu thật sự là điều hay Còn e rằng người khác không đọc Sợ so rằng người khác không in lại Tâm địa hẹp hòi như thế Thì viết được điều gì hay ho Hay nói được điều gì tốt đẹp Cho nên tôi không cần uổng phí thời gian từ đó suy đi nghĩ lại nhìn qua nhìn lại vẫn là lời cổ nhân dạy hay hơn cao minh hơn tấm lòng rộng rãi không chút mảy may ích kỷ có một chút lợi ích cũng muốn cống hiến hết cho thế giới nhân loại khi chúng ta được tiếp nhận giáo dục này thì chúng ta thật sự có ích hôm nay cục tôn giáo nhà nước trung quốc đề xuất chủ đề đối thoại trong diễn đàn này thật là hay chúng ta cần phải như thế nào để tâm của mình có được thanh tịnh có được tâm an có được tâm bình tâm an ở trung quốc còn có một câu chuyện cũng là điện cố của nhà phật chính là lúc đạt ma tổ sư đến trung quốc cùng lương võ đế có tri kiến khác nhau nên ngài đến chùa thiếu lâm thực hiện bế quan chín năm sau gặp được huệ khả huệ khả đến tìm ngài Câu chuyện này cũng hiếm thấy ở ngoài đời Mùa đông Tuyết rơi đầy Huệ khả ở ngoài Đứng rất lâu Tuyết đã phủ lên đến đầu gối Ngày Đạt Ma Vẫn nhắm mắt ngồi thiền Không hề động đậy Do lúc này Huệ khả đã dùng dao Chặt đứt cánh tay trái của mình Ngày xưa người xuất gia đều mang theo giới đạo Dùng dao ấy chặt tay Rồi cầm cánh tay trái đó cúng dường cho tổ sư Đạt Ma Bây giờ tổ sư mở mắt nhìn một cái rồi nói Làm chi khổ vậy Rốt cuộc con gì cái gì Huệ khả nói tâm con không yên Cầu đại sư an tâm giúp con Bây giờ có nhiều hình vẽ tổ sư Đạt Ma Đưa một cánh tay ra Chính là nói nghĩa này Đạt Ma tổ sư nói con đưa tâm cho ta Ta an tâm cho Câu nói này đã nhắc Huệ Khả Huệ Khả liền hồi quan phản chiếu Suy nghĩ khá lâu rồi nói Con tìm tâm, tìm tâm không thể thấy Không biết tâm ở đâu Ngày Đạt Ma mới nói Ta đã an tâm cho con rồi đó Từ câu hỏi và câu trả lời Đã thể hiện rõ Huệ Khả thật sự giác ngộ Cho nên Đã truyền y bác cho Huệ Khả Ở Thiền Tông Trung Quốc Huệ Khả là nhị tổ của Thiền Tông Cho nên ba vấn đề này Tâm tịnh tâm an tâm bình, tuy ba là một tuy một là ba khi tâm an thì tâm của bạn nhất định được thanh tịnh bình lặng tâm bình thì nhất định thanh tịnh nhất định tâm an trong ba cái này chỉ cần đạt được một thì vấn đề đã được giải quyết đi là cảnh giới nào là cảnh giới bồ tát pháp thân không phải là người bình thường nữa cho nên hôm nay tôi nhắc đến Vấn đề người bình thường nên bắt tay từ đâu Là phải bắt đầu từ việc hóa giải trạng thái đối lập Với mọi người và mọi sự việc Nhất định phải khuyến khích chính mình Đối đãi bình đẳng Hòa bình thân thiện với tất cả chúng sanh Và phải bao dung Tôn kính người khác Yêu mến người khác Giúp đỡ hợp tác lẫn nhau Chủ động giúp đỡ người khác không kèm theo điều kiện gì cả tại sao là tánh đức tự tánh vốn là như thế đó cũng là bắt đầu từ ta bắt đầu từ gia đình ta gia đình hòa thuận thì thịnh vượng trong gia đình mà còn có người đối lập với nhau còn nghi kỳ nhau thì gia đình bạn sẽ không thể thịnh vượng Bắt đầu từ hàng xóm của ta Phải thật làm Như bây giờ chúng ta ở tại Hồng Kông Hồng Kông toàn là nhà cao tầng Một tòa nhà ở vài chục hộ Nhiều người sống chung trong một tòa nhà lớn như thế Nhưng đến chết cũng chưa biết mặt nhau Đó là một điều sai lầm Vào dịp Tết Đến gõ cửa từng nhà Tặng cho một thiệp chúc Tết Một phần quà nhỏ Chúng ta sống chung trong một tòa nhà lớn phải bắt đầu từ đó sau đó mở rộng quan hệ thực hiện trong phạm vi thành phố thực hiện từ tỉnh mình đang ở từ từ phải mở rộng dần thì hài hòa sẽ được hiện thực dịp cục trưởng đề xuất nhiều vấn đề hợp tác đoàn kết trong phật giáo trách nhiệm của xã hội sứ mạng hòa bình trong đó quan trọng nhất là đoàn kết hợp tác lẫn nhau chúng tôi cũng biết trong Phật giáo có nhiều hệ phái tông phái ít giao lưu qua lại hơn nữa để gì tranh giành tín đồ khen mình chê người là hiện tượng thường thấy ba năm trước đây khi tôi diễn thăm nhật bản ngay ngày đầu tiên đến nhật tình độ tông của nhật hình như có đến mười mấy đại biểu mời tôi ăn cơm buổi tiệc có khoảng năm sáu bàn tôi rất hoan hỉ nhìn thấy rất đông người tham dự sau khi ăn cơm Có vị Pháp Sư người Nhật Nói với tôi Thưa Pháp Sư tịnh không Bữa gặp mặt tối nay Có thể viết vào lịch sử Phật giáo Nhật Bản rồi Tôi hỏi ngay tại sao Ông ấy nói tiếp Những trụ trì của các chùa miếu này Bình thường đều không có giao lưu qua lại Ngày đến đây Hôm nay họ đều đến cả Thật không dễ dàng gì Đi là lần đầu tiên Xưa nay chưa từng có Lúc này tôi mới hiểu tình trạng này không khác đạo trạng của các nơi khác và tôi ghi nhớ tình trạng này tại sao họ đã đến đón tiếp tôi vì trước khi tôi đến tôi đã tặng ba mươi bộ đại tặng kinh cho họ chua chiên nào cũng tặng cho nên khi tôi đến họ đến hoan nghênh tôi kết duyên rất quan trọng làm người không có duyên không được nên khi tôi rời khỏi Nhật Bản Tôi đã mời họ Mời tất cả cùng đến Lúc họ đến Tôi nói với họ Phật tử chúng ta Bất kể là tông phái nào Tất cả kinh điển Chúng ta đã học Đều là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cả Cho nên chúng ta đều là đệ tử của Đức Phật Nếu như là người một nhà Có nhiều anh em Mà anh em không qua lại thăm hỏi nhau Thì người làm cha mẹ khó chịu biết bao Tôi nói chúng ta đều là đệ tử Phật Mỗi người tự cất chùa riêng Không liên hệ lẫn nhau Đức Phật ngày nào cũng chạy nước mắt Điều này thật có lỗi với Đức Phật Nhất định Phải giống như anh em ruột thịt Chúng ta đều là tông tình độ Là anh em ruột Những tông phái khác Cũng là anh em ruột Đều được truyền thừa Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Còn những tôn giáo khác như hồi giáo thiên chúa giáo cơ đốc giáo nếu không phải là anh em họ nội thì cũng là anh em họ ngoại tôi nói tất cả các tôn giáo đều là người một nhà cả chúng ta phải có tấm lòng rộng mở như thế chúng ta mới thực hiện được đoàn kết mới có thể hợp tác lý do gì mà không qua lại hỏi thăm không thể như thế đây là điều cần phải cấm kỵ cho nên tôi đã nói với giới phật giáo nhật bản nhất định phải qua lại nhất định phải hợp tác lẫn nhau khuyến khích lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau điều này chúng ta cần phải dựa vào kinh vô lượng thọ đề kinh của bộ kinh vô lượng thọ là thanh tịnh bình đẳng giác giác thì tâm an vì tổ không phải như thế sao vì tổ huệ cả khi mê thì tâm công an một khi giác ngộ thì tâm liền an ngay cho nên giác tâm liền an chánh thì tâm bình ngay chánh tri chánh kiến thì tâm bình thanh tịnh thì tâm tự nhiên thanh tịnh cho nên trên đề kinh ghi thanh tịnh bình đẳng giác chúng ta thường xuyên nhớ đến ba cụm từ này cố gắng nghiêm túc học tập thì đối đại với người với sự vật trong tâm thường luôn ghi nhớ thanh tịnh bình đẳng giác thì khi ứng xử với công việc bên ngoài sẽ không có mâu thuẫn với nội tâm của mình điều có thể tương ưng thì sự việc có phức tạp hơn công việc bận rộn hơn đều không mất thanh tịnh bình đẳng giác nên pháp này cũng gọi là diệu pháp Mà không phải nói xả bỏ sự việc với thanh tịnh Không phải như thế Phải làm như trên Đây cũng chính là điều chúng ta thường nói Tùy duyên mà không phan duyên Điều này rất quan trọng Sự việc không cần miễn cưỡng Nên nói Có thêm một việc không bằng ít đi một việc Việc tốt không bằng không có việc Công việc tôi làm cả đời Các bạn và đồng tu đều thấy cuộc đời của tôi chưa từng hỏi ai để xin một đồng xu cũng chưa từng đi hóa duyên bất kể làm việc gì người khác đã mang tiền đến nhờ chúng tôi làm việc này việc kia chúng tôi phục vụ cho họ chúng tôi đã làm việc cho họ thật nghiêm túc đó là công đức của họ Có người hỏi Nếu đã nhận tiền của người ta Mà chỉ làm một nửa Phần sau không thành công thì sao Tôi không chấp nhận làm như thế Tôi không chuốt lấy phiền não cho mình Tôi đói khi họ đưa tiền đến Tôi dự kiến sự việc có thể thành công Tôi mới nhận Nếu không thành công tôi tuyệt đối không tiếp nhận Không chuốt lấy phiền não cho mình Cho nên làm tốt bổn phận của mình Công việc người khác nhờ giả Cần phải xem xét có thể làm được hay không làm được thì tôi nhất định sẽ làm Chúng tôi đã làm được nhiều việc trên đoàn thế giới Đều do người khác tự đưa tiền đến Còn nói Do tôi đi hóa duyên với người khác Hỏi xin tiền người khác Việc như thế tôi không làm được Tuyệt đối không được làm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương tốt cho chúng ta Chúng ta học tập gương Ngài là đúng hướng Nó tóm lại Trên Kinh Hoa Nghiêm đã dạy chúng ta Khéo dùng tâm mình Việc không trở ngại Nhất định phải khéo dùng tâm Hoàn toàn tương ứng với tánh đức Thế thì việc làm sẽ thù thắng Di diệu Diệu không thể nghĩ bàn Diệu đây là không mất chân tâm Tuyệt đối không có ô nhiễm Thanh tịnh bình đẳng giác Chính là diệu Còn trong thời gian đầu Chúng ta nhất định cần phải học tốt Để tự quy thực hiện tốt 10 nghiệp thiện khi thực sự nắm chắc lý lẽ này vận dụng tốt vào trong công việc thường ngày điều này rất quan trọng sau cùng có một vị đồng tu đã hỏi một vấn đề anh nói ở úc đang phát triển máy bay không người lái trong hàng không dân dụng để làm công việc cứu hộ người và tai nạn không phải dùng trong quân sự xin hỏi pháp sư thanh niên tham gia công việc nghiên cứu này có lợi hại nhân quả như thế nào điều này là có lợi chứ không có hại đây là việc tốt không phải việc hại người có thể tham gia Thời gian hôm nay cũng đã hết Tôi nói đến đây xin kết thúc Cảm ơn quý vị Vô cùng cảm ơn a di đà Phật Cư sĩ Nhào Minh Cư sĩ vòng Tây địa chỉ email vòng tay cư sĩ a Cộng, gmail com người đọc phật tử thiện quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sinh đều tính niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức ngày trang nghiêm cõi bảo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật